chào các bạn đã đến kênh Văn Nam .vn. Thứ hai là bóng trước màn hình ống kính của Văn Nam, đó là Tèo Đen Lít 3.4. Bên kia đó là Nghĩa Hậu Khang Kiên. Nếu các bạn có yêu thích kênh Văn Nam thì hãy like, nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh cho Văn Nam các bạn. Điểm 2-0. Phát bóng tốt. Điểm 3-0. Pha bỏ nhỏ tốt của Tèo. Điểm 1-3. Đen trắng bóng tốt. Điểm 2-3. Điểm 3 đều. Điểm 4-3. Đập bóng tốt. Điểm 4 đều. Trắng bóng tốt. Điểm 5-4. Bỏ lô tốt. Điểm 5 đều. Nghĩa đến bóng không vào lưới. Điểm 6-5. Điểm 6 đều. Đen vừa chạm lưới. Điểm 7-6. Điểm 7 đều. Hậu vừa đập bóng chúng ta trắng ra ngoài. Điểm 8-7. Ừ.
đếm 8 đều. Đen trắng vừa trắng bấm tốt. Điểm 98. Pha chìm bát 2 hỏng của Khang. Điểm 08. Điểm 18. Pha tranh chấp bóng đốt trên lưới của đen. Điểm 28. Kiên đập bóng tốt. Điểm 92. Điểm 02. Đen bỏ bánh 2 tốt. 3-0. Điểm 1-3. Điểm 4-1. Hậu đập bóng ngoài. Theo vô chạm lưới các bạn ơi, điểm chưa đứt các bạn. Điểm 24. Trận đấu đã kết thúc 5-2 các bạn. Chúc bạn xem giữa bóng chuyền vui vẻ ha. Xin chào tất cả các bạn.